Xin chào quý vị các bạn. Trên hình bạn thể thấy đây là phần camera kép phía sau của điện thoại Oppo F9 và toàn bộ bảng main của Oppo F9 đang có mặt tại di động khoacop.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần camera máy ảnh trên Oppo F9 lỗi hỏng, chụp hình mờ, chụp không lấy nét được, chụp chập chờn lúc không, cần một địa chỉ thay mới camera máy ảnh trên Oppo F9, quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động khoacop.vn. Chúng tôi có sẵn tất cả linh kiện trên Oppo F9 nói chung và camera máy ảnh của Oppo F9 nói riêng thay mới các bạn. Bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động khoacop.vn, chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động khoacop.vn.